Kinh Đại Phương Quảng Đại Tập Quyển 14 Phẩm 8 Bồ Tát Hư Không Tạng Phần 1 Bấy giờ, Đức Ba Già Bà đi đến quảng trường giảng đường Diệu Bảo Trang Nghiêm, là hành sứ của Như Lai. Như Lai là đấng gồm đủ ai thần, công đức và các tướng tốt. Đây là báo ứng từ bản hạnh của Phật Địa. Cung điện của Bồ Tát Trang Nghiêm đẹp đẽ là nhờ thần lực của Như Lai. Như Lai nhập trí vô ngại, luôn vui vẻ, tư duy quán xét, khéo phân tích, giảng thuyết, đầy đủ các công đức, được mọi người ca tụng, Thế Tôn là đấng chánh giác khéo chuyển bánh xe pháp, đề phục vô lượng chúng sinh, tự tài trong các pháp, biết rõ tâm ý của muôn loài, hiểu thấu từng căn tánh, giải thoát rốt ráo, đoạn trừ hẳn tập khí kết xử, thành tựu mọi việc Phật, đi cùng với Đức Thế Tôn, là 600 vạn tỳ kheo, là những người thuận hợp, đoạn hết tập nhiễm, là con của đấng vua pháp, hành pháp sâu xa, hiểu được pháp không sở hữu, thân tướng oai nghiêm, đủ giới hạnh là ruộng phước lớn. An trụ trong pháp của Như Lai, cùng với các Bồ Tát là những vị vượt khỏi sinh tử, không bỏ hạnh Bồ Tát, đặt những vô sinh, đủ tâm bi, thương yêu chúng sinh, ra khỏi thế gian nhân tùy thuận pháp xuất thế, để giáo hóa chúng sinh, đủ khả năng nhập hành địa Phật, nhưng không rời hành địa Bồ Tát. Đó là các Bồ Tát Phổ Minh, Vô Ngại Minh, Ư Nhất Thiết Pháp Tự Tại Vương, Vô Ngại Hành Xứ, Phân Biệt Biện Giác, Tịnh Chúa Lượng Võng Minh Đăng Vương, Bất Nhiễm Hành Xứ, Hoại Ma Giới Phóng Quang Minh, có vô lượng vô số A Tăng Kỳ Bồ Tát như vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn giảng pháp hạnh giải thoát của Bồ Tát, đó là pháp môn vô ngại, trang nghiêm đạo Bồ Đề, thành tựu pháp Phật như mười lực pháp vô sở ý, tự tại biết các pháp, nhập trí Đà La Ni, đạt biện tài, trọn thần thông, giảng pháp không thoái chuyển, cá thừa bình đẳng, khi pháp giới một tướng không phân biệt, tùy thuận căn tánh và sự hiểu biết của chúng sinh, kiên định phân tích, diệt trừ cõi ma, tùy thuận tư duy, độ trí vô ngại, đoạn kết sở, trí phương tiện, nguyện, không gì sánh bằng, trí bình đẳng như Phật, phân biệt đúng các pháp không trở ngại, phép bình đẳng không đổi khác, thâu đạt 12 pháp nhân duyên sâu xa, đủ công đức trí tuệ trang nghiêm thân khẩu ý của Phật. Kiên định tư duy, tiến tu không ngừng, đạt bốn thánh đế để được phục thanh văn, xa lìa thân tâm để được phục bích chi Phật, thọ ký trí nhất thiết, để giáo hóa Bồ Tát, nhập pháp tự tại, hiển hiện công đức Phật như chỉ bày, diễn giải để chúng giải thoát, dạy chúng đọc tụng, tuần tự tu tập, phân tích rõ ràng, tùy thuận giả nói. Khi Đức Phật dùng phương tiện phân biệt các pháp, tất cả mọi hình sắc trong tam thiên đại thiên cõi nước như núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Chúa, Tu Di, Hắc Sơn, bốn thiên hạ, cõi Diêm Phù Đề, thành ấp xóm làng, biển, sóng, suối, ao, cây, cỏ, rừng, vườn, cung điện của rồng, Dạ Xoa, cả tất bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, địa thần, các thần trong hư không, cõi trời tứ thiên vương, tam thập, thiên, Dạ Ma, Đầu Xuất Đà, Hóa Lạc, Tam Hóa Tự Tại, Phạm Tiên, A Ca Ni Trá, đại địa chúng sinh cõi dục đều bị che khuất không thấy được. Về như vào thời kiếp hết, tai nạn lửa xảy ra, cả đại địa lụi tàn, chưa có nước, không có một hình sắc nào. Lúc này tam thiên đại thiên cũng vậy, không một hình sắc chỉ được giảng được Diệu Bảo Trang Nghiêm. Khi đó trong hư không thuộc vùng giảng đường này chẳng có chỗ nương tựa, tự nhiên hiện ra vô lượng trăm ngàn đã cho tha đại báu trang nghiêm phi diệu trong đất đẹp mắt. Như cõi Phật Nhất Bảo Trang Nghiêm trong thế giới Đại Diệu Trang Nghiêm. Có các Bồ Tát ngồi trên đài báu, các đài báu này cũng vậy, đại chúng an tọa trên đó. Trong giảng đường Diệu Bảo Trang Nghiêm, tự nhiên vụt hiện ra tòa xe tử bằng vàng đồng xinh đẹp. Cao 10.000 do tuần, tòa sư tử này rực sáng soi thấu tam thiên đại thiên thế giới, cho khuất cả ánh sáng của các Bồ Tát. Thấy vài đại chúng vui mừng cho là việc hy hữu nên chấp tay hướng về Phật. Thưa, nay hẳn Như Lai sẽ thuyết giảng pháp lớn nên hiện bày tướng lành này. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất nương nơi oai thần của Phật, rời đài báu, sửa lại y phục, trịch vai áo bên phải, quỳ gối bên phải, chắp tay thưa Phật: Thế Tôn, có sao lại hưởng hiện tướng lành hy hữu này? Thế Tôn, đại chúng đều nghi ngờ, xin Phật chỉ dạy nguyên nhân của việc ấy. Đức Phật bảo: Xá Lợi Phất, cách đây vô số cõi Phật nhiều bằng số bụi trong tám thế giới Phật, về phương Đông, có cõi nước tên Đại Trang Nghiêm. Đức Phật hiệu Nhất Bảo Trang Nghiêm,
là đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Nhất Bảo Trang Nghiêm đang thuyết pháp, sở dĩ cõi nước tên Đại Trang Nghiêm, vì những sự trang nghiêm ở thế giới đó, dù nói ra suốt một kiếp, cũng không hết. Hiệu của Phật như thế là vì Đức Phật thuyết pháp từ một báo Đại Thừa, vô thượng. Xá Lợi Phất, Đức Nhất Bảo Trang Nghiêm, cùng các Bồ Tát ngồi nơi tòa sư tử Bà La Hư Không, cao 80 ức cây đa la. Đức Phật giảng Pháp Hư Không ấn cho các Bồ Tát. Pháp đó ra sao? Vì các Pháp tựa hư không, không trụ xứ, không hình tướng, vượt các cõi. Trong ngoài thanh tịnh, tâm ý thức vốn không, không thuộc vật, phi vật, không tướng dậy, không hình đoạn, ngoài cảnh giới nhân duyên, tướng tịch diệt, không hai tướng, không phân biệt, một tướng, tự tướng, tịnh, vượt ba đời, bình đẳng, chuyển hóa, không phải tướng, thể không thật, không tướng tạo tác, xa lìa thân tâm, ngoài tướng, không động, không nơi tựa, không biên vật, không chốn căn cứ, không ngã và sở hữu của ngã, không chủ tể, tánh không ngã, bên trong thanh tịnh. Xá Lợi Phất, lúc Đức Nhất Bảo Trang Nghiêm giảng các pháp ấy, có chứa lượng A Tăng Kỳ Bồ Tát hiểu rõ tánh của các pháp tựa hư không, đạt nhẫn vô sinh trong các pháp. Xá Lợi Phất, ở cõi Phật Nhất Bảo Trang Nghiêm có Bồ Tát hư không tạng, Bồ Tát tự trang nghiêm bằng trang nghiêm mình, bằng nguyện lực không thể nghĩ bàn, đặt trí oai đức không ngại trong tất cả công đức, trang nghiêm bằng công đức không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Thân Bồ Tát độ tướng tốt, tùy thuận thuyết pháp, trang nghiêm khẩu nghiệp, trang nghiêm tâm bằng định không thoái chuyển, trang nghiêm niệm lực bằng các tụng trì, trang nghiêm ý bằng các pháp vi tế, tinh tấn trang nghiêm, tùy thuận pháp, quán tánh pháp, thuần tịnh bằng thể nguyện kiên cố. Là mọi việc đạt từ một địa đến tất cả các địa, bố thí tất cả trang nghiêm giới đất bằng tâm tịnh và lời hay nhẫn nhục không ngại đối với mọi chúng sinh, đầy đủ mọi việc, nhập định thần thông diệu dụng, đạt trí biết rõ tập nhiễm phiền não, tâm từ cứu độ chúng sinh, tâm bi không bỏ chúng sinh, vui vẻ không do dự, không yêu khát, thần thông biến hóa đủ công đức, cùng tận đạt trí phân biệt về tâm hành của chúng sinh, dạy chúng sinh hiểu pháp lành, trọn trí sáng tịnh, đã đạt từ vô ngại biện, không kinh sợ, diệt trừ ngoại đạo tà ma, đạt chứa lượng công đức, thuyết giảng chánh pháp bằng mọi phương tiện, hiểu rõ pháp Phật, phóng ánh sáng làm trang nghiêm cõi Phật, thuyết giảng không nhầm lẫn, tùy thuận hiện thần thông chỉ dạy. Đủ bốn thần túc, trọn thần thông hộ trì tạng pháp Phật, tự tỏ ngộ trang nghiêm pháp tự tại, sống đúng pháp không ai hoại được, đủ tất cả pháp lành kiên cố. Bồ Tát hư không tạng cùng 12 ức Bồ Tát muốn đến cõi Ta Bà để gặp ta, kính lạy cúng dường và để phân biệt kênh đại tập giúp các Bồ Tát nơi mười phương hiểu rõ pháp, đạt lợi ích giải pháp đại thừa, thọ trì pháp Phật khởi căn lành cho chúng sinh, điều phục ngoại đạo bằng pháp lành, thể hiện thần thông biến hóa của Bồ Tát. Vì thế nên hiện ra tướng lành này. Lúc Đức Phật nêu giảng việc ấy, Bồ Tát hư không tạng cùng 12 ức Bồ Tát đến chùa Phật Nhất Bảo Trang Nghiêm bạch Phật: Thế Tôn, chúng con muốn đến cõi Ta Bà gặp Đức Thích Ca Mâu Ni cúng dường lễ bái Phật. Đức Nhất Bảo Trang Nghiêm bảo: Tùy ý các vị nên biết thời. Các Bồ Tát lạy Phật đi quanh bảy vòng, đưa nơi thần thông Phật, tích tắc biến mất ở cõi Đại Trang Nghiêm, cùng nhau đến cõi Ta Bà. Trong giảng đường này, Bồ Tát hư không tạng rải hoa thơm cúng dường Đức Thích Ca và kinh đại tập. Bồ Tát cúng dường các thứ hoa Mạng Đà La, Ma Ha Mạng Đà La, Ba Lợi Chất Đa La, Ma Ha Ba Lợi Chất Đa La, Mạng Thù Sa, Ma Ha Mạng Thù Sa, Lô Giá Na, Ma Ha Lô Giá Na. Các loại hoa dưới nước trên đất to bằng bánh xe, trăm ngàn cánh, sáng rực thơm dịu đẹp mắt. Các loại hoa ấy rải khắp giảng đường, các bằng một cây đa la, Bồ Tát lại trổ nhạc trời giới vô lượng trăm ngàn pháp môn như tiếng bố thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã ba la mật, bốn tâm vô lượng, bốn nhiếp pháp, các pháp trợ đạo, ba cửa giải thoát, bốn tánh đế, 12 nhân duyên, cúng dường, lạy Phật. Đi quanh bảy vòng, Bồ Tát hư không tạng lui ra ngồi một bên bạch Phật. Thế Tôn, Đức Nhất Bảo Trang Nghiêm có lời hỏi thăm đức sức khỏe và mọi việc làm của Như Lai. Đức Nhất Bảo Trang Nghiêm còn dạy:
Con cùng 12 ức Bồ Tát đến cõi Ta Bà xin Đức Thế Tôn giảng các pháp, để các Bồ Tát đạt trí tự nhiên và thành tựu các pháp sáng rồi trở về. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn từ xưa đã từng hóa độ họ, nên họ đã phát tâm Bồ Đề. Lúc này Bồ Tát Hư Không Tạng biến hiện một lọng báo che trên Phật. Lọng ấy to bằng 10 gió tuần, cán lọng bằng lưu ly xanh, trục bằng san hô, trân châu tạp báu. Ánh sáng của lọng ấy chiếu soi 10 phương đang xen với các hoa báu. Bồ Tát Hư Không Tạng rất kính trọng công đức sâu xa của Phật nên chắp tay hướng Phật nói kệ khen ngợi. Pháp nghĩa trí tuệ đấng tối thắng, thanh tịnh không nhơ không tham vướng, tự như hư không không cấu nhiễm, con xin kính lạy đấng bất động, hạnh Phật cao tục không bờ bến. Trang nghiêm các pháp không gì hơn, pháp thân của Phật tự hư không, tâm bi rộng lớn cứu muôn loài, sư tử trong đời luôn thị hiện, trăm phước trang nghiêm thân Thế Tôn. Trừ bỏ ngôn ngữ không âm thanh, không hề giảng nói, chẳng bàn cãi. Tuy biết rõ vậy, nhưng lại giảng. Chúng sinh không tánh được vui mừng. Cá tâm không tâm đạt tâm ấy. Biết rõ không tâm thuộc huyện hóa. Biết rõ tánh hạnh tâm chúng sinh, nhưng không chấp giữ tâm ngã sở. Thì hiện oai nghi cứu mọi loài. Không làm, nhưng làm tất cả việc. Phật hiểu chúng sinh tùy sở thích. Thì hiện thân hình hợp chúng sinh. Thế Tôn không chấp ngã trong pháp, không hề vọng tưởng tham chấp pháp, khó biết giảng dạy các pháp nào. Tuy thuận thời cơ để thuyết giảng, đại chúng khát ngưỡng Đức Thế Tôn, là bậc hy hữu không gì sánh. Thế Tôn không tâm luôn thị hiện, làm cho đại chúng được vui mừng, tất cả các pháp do chuyên sinh, rỗng lặng tịch tỉnh không chân thật. Thế Tôn biết rõ các pháp ấy, thanh tịnh thông dâm đạt niết bàn, không chấp hai bên và ở giữa, biết hư không thật, không tự tánh, tất cả các pháp không người tạo, dạng đoạn nghiệp báo không đoạn thường. Pháp không chúng sinh nhân thọ mạng, tịch tỉnh không tên tự hư không, phân biệt chân thật không chúng sinh, an ổn mọi loài bằng cam lộ, tu hành diệu kiếp không thể biết, siêng năng thắng, tiến, đạt bồ đề, thành tựu trọn vẹn hạnh phi diệu, đạt đến không nghĩa tất, tỏ tất cả. Hết thảy các pháp thượng trung hạ, biết rõ bình đẳng thường không khác. Bậc trí hiểu hết nhưng không chấp. Vì thế Như Lai luôn an định, ấn, ấm nhập các giới đều huyễn hóa. Ba cõi tự như trang dưới nước. Chúng sinh hư dạ tánh như mộng, dùng trí phân biệt dạng pháp này. Người đời tự xưng đã đạt đạo, ta không tướng đạt chẳng gì đạt. Như không có đường xe nào chuyển, sẽ không chuyển bánh đâu ai đi. Vì thế chúng sinh vào bốn dòng, tự độ độ người chìm điên đảo. Người đưa chúng sinh vượt biển khổ, tự diệt diệt độ người điên đảo. Chúng sinh không niết bàn, mọi loài phóng tịnh không thể đạt. Đạo và chúng sinh đều huyễn hóa, tự giác độ người được giác ngộ. Như trong hư không không hình sắc, hình sắc mọi loài cũng như vậy, các pháp không sắc không tướng sắc. Biết rõ hình sắc là không chấp, dùng mọi pháp dụ để khen Phật. Ca tụng chấp chặt là hủy hoại, Đức Phật hư không chẳng sai khác, không thể hẹn lượng là khen Phật, xin lạy Thế Tôn tự tịnh ta, tịnh tự tha. Không duyên không tâm, nhập tâm tế, chỉ Phật biết rõ công đức Phật, công đức Như Lai con kính lễ, biết rõ chúng sinh không có ngã, các pháp đều lìa những dục vọng. Thấy được pháp thân là thấy Phật, cúng dường cho Phật khắp mười phương. Bồ Tát Hư Không Tạng nói kệ xong, giảng đường diệu bảo trang nghiêm và các đại báu trong hư không đều chấn động sáu cách đại chúng thanh tịnh vui vẻ khen ngợi cho Bồ Tát Hư Không Tạng. Thật hy hữu, Bồ Tát nói kẻ ấy thì nam tính nữ nào hành pháp này, như là trong mơ vẫn không thấy có pháp, thì dần được tiếng pháp như tiếng sư tử, đều như Bồ Tát Hư Không Tạng. Nói kệ xong, Bồ Tát Hư Không Tạng bạch Phật: Thế Tôn, con xin hỏi vài ý, mong Thế Tôn cho phép. Vì sao, Thế Tôn? Vì Phật là bậc trí tuệ vô thượng, biết rõ căn tánh của chúng sinh, đã và chưa thuần tục. Thế Tôn thấu tỏ, trừ hết tâm tối. Thế Tôn hiểu nghĩa thật khéo léo phân biệt. Thế Tôn biết thời cơ, Như Lai nhớ rõ không nhầm lẫn, biết căn cơ tùy thuận thuyết giảng, đủ thần thông biến hóa, quan sát tỏ đạt tâm hành của chúng sinh, không cấu nhiễm, tự tại trong các pháp, tổ ngộ các pháp, ngăn chặn không cho chúng sinh hướng đến đường tà, dạy chúng vào đường chánh. Thế Tôn là thầy thuốc giỏi, trừ hết bệnh khổ từ vô thủy,
thành tựu 10 lực, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng, cứu độ tất cả chúng sinh bằng đại từ không ngại, cứu khổ chúng sinh bằng đại bi không ngã, nhập định đạt niết bàn bằng đại hỷ, trừ yêu ghét bằng đại xả. Tâm tựa hư không, giác ngộ bình đẳng, biết pháp không ngại, Thế Tôn không yêu ghét, thanh tịnh trọn vẹn, không dao động trước lời khen chê, không mong trọn trí, không cầu lợi dưỡng, trí và hạnh Phật đều đạt giải thoát. Con biết Như Lai thành tựu vô lượng công đức như thế, nên con muốn hỏi Ngài dạy ý. Phật bảo Bồ Tát hư không tạng, thì nam hãy thứ hỏi Như Lai sẽ giải thích. Lúc ấy Bồ Tát hư công đức Quang Minh Vương hỏi Bồ Tát hư không tạng, thì nam, ông vì ai mà lại hỏi Phật? Bồ Tát hư không tạng nói kệ đáp lời: tất cả chúng sinh tâm bình đẳng, đầy đủ khả năng đạt niết bàn, thần thông không nhiễm trong tâm bi, vì chúng sinh đó tôi hỏi Phật, thành tựu chánh trí không có uế, vì không do dự không nghi ngờ, tôi tỏ ngộ pháp độ chúng sinh, vì chúng sinh đó tôi hỏi Phật, biết ngã không gì sinh, pháp tâm độ sinh không chấp chặt, giải thoát mọi loài kẻ chấp ngã, vì thế nên tôi hỏi Thế Tôn. Giữ gìn oai nghi luôn thận trọng, tâm được thanh tịnh tựa hư không, kiên cố không động như tu di, vì thế nên tôi hỏi Thế Tôn. Tinh tấn không ngừng trí cao tột, mạnh mẽ đoạn diệt oán phiền não, tự đoạn kết xử đoạn giúp chúng, vì thế nên tôi hỏi Thế Tôn. Bố thí giữ giới điều phục tâm, an trụ trong pháp tấn nhẫn nhục, thiền định thần thông và trí sáng, vì thế nên tôi hỏi Như Lai. Tích không, không tướng và không nguyện, tùy thuận thọ thân vào sanh tử, không sinh không diệt đạt giải thoát, vì thế nên tôi hỏi Như Lai. Trí sáng sâu xa không vào bến, thanh văn chuyên giác không sánh được, ta biết tất cả hạnh chúng sinh, vì thế nên tôi hỏi Như Lai. Khéo léo thông đạt tất chánh hạnh, đoạn trừ các chấp pháp phi pháp, luôn sống trong định tâm không loạn, vì thế nên tôi hỏi Như Lai. Không đoạn giống Phật các hiền sĩ, bảo hộ chánh pháp và tăng bảo, học rộng nên được chư Phật khen, vì thế nên tôi hỏi Như Lai. Nói kệ đáp lời xong, Bồ Tát hư không tạng bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, công đức, trí của Bồ Tát như hư không? Thế nào là bố thí trong rời, không rời như như? Niệm Phật, pháp tăng, thí giới, thiền, tu hành các pháp bình đẳng như niết bàn, khéo phân biệt hành tướng, giữ gìn tạng pháp quý báu của Như Lai, hiện tánh tướng các pháp như Phật. Thật biết tánh tướng các pháp không lấy bỏ, phân biệt chúng sinh vốn thanh tịnh nên giáo hóa chúng, tùy thuận thành tựu pháp Phật, thần thông không thoái chuyển, tự tại trong pháp Phật, nhập pháp môn sâu xa mà các mà thanh văn bích chi Phật không thể nhập, đạt trí phương tiện thù thắng từ 12 nhân chuyên, không chấp được Như Lai ấn định, đạt trí không phân biệt, nhập tánh pháp giới, thay tánh bình đẳng nơi các pháp, thuần tịnh kiên cố như kim cang, an trụ trong đại thừa, thanh tịnh quả mình như cõi Phật, đạt Đà La Ni không mất niệm, độ biện tài vô ngại mà Phật giáo hộ, tự tài hiện thân thọ sinh tử, diệt oán thù, đánh bại bốn ma, tạo lợi ích cho chúng sinh, trang nghiêm công đức, là mọi việc Phật, dù là thời không có Phật, đạt tới mùi hải ấn, khéo biết tâm hạnh của chúng sinh, rồi biết các cõi nước, thành tựu oai nghi, trừ hôn ám, đạt trí sáng, độ trí tự nhiên trong các pháp, sớm thành tựu hạnh trí. Phật nói: hay thay, thiền nam, ông khéo hỏi Như Lai về các nghĩa ví dụ đó. Ông từng cúng dường vô lượng Phật trong căn lành, tâm bình đẳng như hư không, kính lễ kính Phật, đạt trí sáng, siêng năng để độ tất cả, không bỏ chúng sinh, sống đúng pháp, vượt bờ đại bi, đại từ bi, giao các cõi ma, không bỏ pháp thế gian, tâm tựa hư không, thành tựu pháp đại thừa, ví diệu vô thượng, hư không tạng, công đức của ông không biên giới, không thể so ví. Ông đã từng hỏi thế giới với vô lượng Phật quá khứ. Đọc lại, ông đã từng hỏi như thế với vô lượng Phật quá khứ. Vì thế, nay Bồ Tát hư không tạng, hãy lắng nghe, tư duy kỹ, ta sẽ phân tích rõ. Những việc của Bồ Tát nhiều hơn thế. Bồ Tát thành tựu đại thừa, vô thượng,
trí tự nhiên của Như Lai, trí nhất thiết chủng. Bồ Tát hư không tạng thưa: Thật hy hữu, con xin lắng nghe. Phật nói: Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp để hành bố thí ba la mật như hư không. Thiện Nam, Bồ Tát bố thí ba la mật ở mọi nơi không chướng ngại, không phân biệt ngã, vì tịnh nên hành bố thí cũng tịnh. Vì thí tịnh nên nguyện tịnh nên bồ đề tịnh, vì bồ đề tịnh nên tất cả các pháp đều tịnh. Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu tám pháp để thanh tịnh tỷ ba la mật, không thấy mình thấy, không bố thí vì mình, không bố thí không vì yêu, bố thí không vì mù quáng, trừ tướng mình người, bồ đề không vọng tưởng, không mong định đáp, đoạn tham tiếc, tâm bình đẳng như hư không, trừ tám pháp trên là thí thanh tịnh, tự hư không bao trùm tất cả Bồ Tát bố thí bằng tâm từ cũng vậy. Như hư không không hình sắc, Bồ Tát bố thí không dựa trên hình sắc. Như hư không không khổ vui, Bồ Tát bố thí không nhận gì. Như hư không không trí biết, Bồ Tát hành thí không vọng chấp. Như hư không là tướng vô vi, Bồ Tát hành thí không tạo tác vô vi. Như hư không hư giả không tướng, Bồ Tát hành thí không dựa trên vọng tưởng của thức. Như hư không đem lợi ích cho muôn loài, Bồ Tát hành thí tạo lợi ích cho chúng sinh. Như hư không không cùng tận, Bồ Tát hành thí trong sinh tử không cùng tận. Thiện Nam, như người hóa thế cho người hóa không phân biệt, không bàn cãi, không cầu quả báo, Bồ Tát hành thí cũng thế. Như người hóa cũng đi không chấp hai bên, không phân biệt bàn cãi, không mong cầu quả báo. Thiện Nam, với trí tuệ Bồ Tát trừ kết sử không bỏ chúng sinh, đó là hạnh bố thí như hư không của Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát đăng thủ ở trong chúng hội, rời chỗ ngồi, trịch vai áo bên phải, quy gối phải, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, làm sao Bồ Tát có thể hành thí ba la mật như vậy? Phật nói: Thiện Nam, Bồ Tát vượt thế gian, đạt pháp xuất thế, không thấy sắc thể hành, thanh tịnh trí biết, không chấp tối sáng, không chấp tướng, đạt trí không tướng, thành tựu vô tận nhẫn, gần trí Như Lai, hưng thịnh của Bồ Tát, được thọ ký không thoái chuyển, đặc vị quán đảnh, hiểu rõ hành tướng của chúng sinh, đến tất cả nhưng không thấy nơi đến, Bồ Tát ấy có thể hành thí ba la mật như trên. Lúc giảng nói pháp này, có 16.000 Bồ Tát thấy tánh của các pháp như hư không, đạt pháp nhẫn vô sinh, Phật bảo Bồ Tát hư không tạng: Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp là giữ giới ba la mật như hư không. Thiện Nam, Bồ Tát biết thân như ảnh trong gương, tiếng như tiếng vang, tâm như huyễn, tánh các pháp từ hư không. Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu tám pháp bảo hộ tịnh giới. Thiện Nam, Bồ Tát không quên tâm Bồ Đề, không cầu địa thanh văn bất chi Phật, không hạn lượng giới đại giữ, không ỷ lại các giới, không bỏ nguyện xưa, không chấp nơi thọ sinh, thành tựu nguyện lớn, thâu giữ các căn, diệt trừ phiền não. Thiện Nam, như hư không, không tâm mong cầu, Bồ Tát giữ giới cũng vậy. Như hư không thanh tịnh, Bồ Tát giữ gìn tịnh giới. Như hư không không nhiệt não, Bồ Tát giữ giới không phiền não. Như hư không không cao thấp, Bồ Tát giữ giới không tâm cao thấp. Như hư không không hang hốc, Bồ Tát giữ giới không ỷ lại. Như hư không không sinh diệt, không biến nhát, Bồ Tát giữ giới cũng vậy. Như hư không chiếu nạp tất cả, Bồ Tát giữ giới bảo vệ lợi ích của tất cả chúng sinh. Thiện Nam, như trăng dưới nước, không giữ giới, phá giới, Bồ Tát cũng hiểu tất cả các pháp như trăng dưới nước, không giữ giới, phá giới. Đó là Bồ Tát hành giới ba la mật như hư không. Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp, hành nhẫn ba la mật như hư không. Thiện Nam, Bồ Tát dù bị mắng chửi vẫn không trả thù, vì biết không có ngã. Bị đánh không trả thù, vì không thấy tưởng người. Không giận trách kẻ giận mình, vì không chấp có. Không thù ghét kẻ hại mình, vì trừ hai chấp. Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu tám pháp làm thanh tịnh nhẫn ba la mật. Bồ Tát thuần tịnh bên trong tu nhẫn ba la mật, thanh tịnh bên ngoài
không mong cầu, không chướng ngại đối với các bậc thượng trung hạ tùy thuận pháp tánh, không chấp trước, trừ các chấp là không, đoạn tất cả giác là không tướng, bỏ mọi hạnh nguyện là vô nguyện, trừ hết thảy các hành là không hành. Thiện nam, như hư không không thể tổn giảm, và các tu nhẫn ba la mật cũng vậy, như hư không không sinh khởi, và các tu nhẫn cũng vậy, như hư không không bàn cãi. Bồ Tát Tu Nhẫn cũng thế, như hư không không mong đền ân. Bồ Tát Tu Nhẫn không cầu chúng sinh báo ân, như hư không không lậu hoặc, không trói buộc. Bồ Tát Tu Nhẫn không lậu hoặc, không bị ba cõi trói buộc. Thiện nam, lúc hành nhẫn ba la mật, Bồ Tát không nghĩ người khác mắng ta nhẫn nhịn, không thấy có người mắng, kẻ bị mắng và lời mắng, không quán nghĩ nói người không, ta cũng không. Không nghĩ âm thanh như tiếng vang, nó có từ đâu, không tự cho mình đúng người sai, không thấy người vô thường, không thấy người ngu tà trí, không nghĩ ta nên nhẫn nhục. Thì nam, như người tìm cành ta la, cần phải cầm rìu bén vào rừng ta la, đến một cây lớn, người ấy chặt một mình, các cành khác không nghĩ cành kia bị chặt, chúng ta không bị chặt, cành bị chặt cũng không nghĩ, ta bị chặt các cành khác không bị, cả hai đều không nghĩ nên không yêu, ghét. Thì nam, đại Bồ Tát khi hành nhẫn ba la mật quán biết tánh các pháp, như cỏ cây tường vách ngói đá, thể hiện bị chặt đánh, đại giáo hóa chúng sinh, không yêu ghét, nghĩ nhớ. Thì nam, đó là Bồ Tát hành nhẫn ba la mật như hư không. Thì nam, thế nào là Bồ Tát hành tinh tấn ba la mật như hư không? Thì nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp, hành tinh tấn ba la mật như hư không. Thì nam, Bồ Tát cầu pháp lành, nhận biết tự tánh của các pháp không thành tựu, cúng dường Phật bằng vật cúng vô giá, song không thấy Phật và pháp cúng, thọ trì tất cả pháp vi diệu của Như Lai nhưng không thấy văn tự nào để thọ trì, thành tựu mọi loài, thấy tánh của chúng sinh là niết bàn, không sinh khởi. Thì nam, Bồ Tát thành tựu tám pháp làm thanh tịnh tinh tấn ba la mật. Thì nam, Bồ Tát tinh tấn để thanh tịnh thân, biết thân như bóng, không chấp thân. Để thanh tịnh khẩu, Bồ Tát tinh tấn, biết lời nói như tiếng vang, không chấp lời nói. Vì thanh tịnh ấy Bồ Tát tinh tấn, biết ý như huyện, không phân biệt, không chấp ý. Để trọn vẹn các ba la mật tinh tấn, biết các pháp không có tự tánh. Thuộc nhân duyên, không thể bàn cãi, vì pháp trợ đạo, Bồ Tát tinh tấn. Biết tánh chân thật của các pháp không chấp trước, vì thanh tịnh cõi Phật Bồ Tát tinh tấn. Biết cõi Phật tự hư không, nên không tự thị. Bồ Tát tinh tấn để đạt tất cả Đạt La Ni. Biết các pháp không niệm, phi niệm, không thấy hai tướng. Để thành tựu pháp Phật, Bồ Tát tinh tấn biết các pháp bình đẳng, không ngoại tánh pháp. Thì nam, như hư không, không biết mệt mỏi, Bồ Tát trải vô số kiếp. Hành hạnh tinh tấn cũng không mỏi mệt, như hư không chiếu nạp mọi hình sắc, như không che lấp. Bồ Tát bảo vệ tất cả chúng sinh, hành hạnh tinh tấn, bình đẳng không ngại, như hư không có đủ cỏ cây rừng núi sông hư không, không nơi ở. Bồ Tát hành hạnh tinh tấn, tạo lợi ích cho tất cả căn lành chúng sinh, nhưng không chấp, không nơi dừng, như hư không hiện có mọi nơi, nhưng không đi. Bồ Tát tinh tấn cầu học hết thảy các pháp, nhưng không đến cũng không phải không đến. Như hư không, không phải sắc, nhưng hiện mọi hình sắc. Bồ Tát tinh tấn học pháp nhất thừa, nhưng luôn gồm đủ các thừa khác. Như tánh hư không vốn thanh tịnh, Bồ Tát vì chúng sinh hiện thọ sinh tử không bị nhiễm khách trần. Như tánh hư không là thường, không có vô thường, Bồ Tát tinh tấn là để tam bảo không đoạn dứt. Như hư không không đầu cuối lấy bỏ, Bồ Tát tinh tấn cũng vậy. Thì nam, tinh tấn có hai. Bắt đầu phát tâm tinh tấn, trọn vẹn hành tinh tấn, Bồ Tát bắt đầu phát tâm tinh tấn tu tất cả pháp lành. Nhưng khi trọn vẹn tinh tấn, Bồ Tát biết tánh của các pháp là không thủ đắc, bình đẳng với tất cả. Pháp bình đẳng đại thấy cũng không phải bình đẳng. Thì nam, như người làm tượng chạm các hình người hoàn mỹ, nhưng tượng gỗ không nghĩ là làm hay không làm. Vì thành tựu trang nghiêm thệ nguyện, Bồ Tát tinh tấn tu tập mọi hạnh, không nghĩ là tu không tu, trừ hai chấp.
thiền nam, đó là Bồ Tát hành hạnh tinh tấn như hư không. Thiền nam thế nào là Bồ Tát tu thiền ba la mật như hư không? Thiền nam Bồ Tát thành tựu bốn pháp để tu thiền ba la mật như hư không. Đó là Bồ Tát chuyên tịnh tâm bên trong nhưng không thấy tâm bên trong, cách ngăn với các tâm bên ngoài, không thấy nơi đi của các tâm bên ngoài vì tự tâm bình đẳng, biết tâm chúng sinh bình đẳng, nhưng nương nơi tâm pháp, bình đẳng tư duy, tánh của pháp giới là tịnh, không loạn, không lệ thuộc, biết tánh của các pháp là không thể bàn cãi. Thì nam, Bồ Tát thành tựu tám pháp, làm thanh tịnh, thiền, ba la mật. Thì nam, Bồ Tát không nương các ấm giới nhập, ba cõi, hiện đời, đời sau, đạo quả để tu thiền, như hư không, không nơi, nương tựa. Bồ Tát tu thiền cũng thế, không tựa vào đâu, như hư không, không yêu mến. Bồ Tát tu thiền không nhiễm chấp, như hư không, không chấp sự hiểu biết. Bồ Tát tu thiền cũng thế, như hư không, không kiêu mạn. Bồ Tát tu thiền cũng vậy, như hư không, không diệt. Bồ Tát tu thiền đạt tánh của pháp không thoái chuyển, như hư không, không thể hủy hoại. Bồ Tát tu thiền không hoại tánh ban đầu, như hư không, không thay đổi. Bồ Tát tu thiền như bất động, bất biến, như hư không, không phải tâm, không chấp tâm. Bồ Tát tu thiền không thấy tâm ý thức. Thiền nam, Bồ Tát tu thiền bằng tâm bình đẳng. Thế nào là tâm bình đẳng? Tâm không cao thấp, không cầu, không phải, không cầu, không tạo tác, không phải, không tạo tác, không phân biệt, không phải, không phân biệt, không hành, không phải, không hành, không lấy bỏ, không tối sáng, không biết nghĩ, không phải, không biết nghĩ, không phải một, không phải khác, không phải hai, không phải, không hai, không động, không phải, không động, không đi, nhưng không nơi nào là không đi, không tu, nhưng không gì là không tu, tâm không duyên với cảnh giới, đó là tâm bình đẳng. Với tâm bình đẳng, Bồ Tát không chấp sắc, không thấy mắt sắc, không chấp thanh hương vị xuất pháp, trừ hai chấp ý, pháp để tu thiền. Thì nam, như hư không, lửa không đốt được, nước không cuốn trôi, Bồ Tát không bị lửa phiền não đốt, không bị tam muội giải thoát cuốn trôi. Khi thọ sinh đạt không định, loạn giúp chúng sinh tâm loạn đạt định, riêng mình đã tịnh nhưng luôn tinh tấn, từ bình đẳng hiện sự sai khác như không thấy hai tướng bình đẳng, không bình đẳng, quán khéo quán tánh thật của trí tuệ. Tâm không bị yêu thương che đậy, làm mọi việc nhưng không chấp. Thiền nam, đó là Bồ Tát tu thiền ba la mật như hư không. Thiền nam, thế nào là Bồ Tát tu bát nhã ba la mật như hư không? Thiền nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp để tu bát nhã ba la mật như hư không. Bồ Tát tự tịnh nên biết chúng sinh cũng tịnh, sự biết tịnh nên thức tịnh. Nghĩa tịnh nên văn tự tịnh, pháp giới tịnh nên tất cả pháp đều tịnh. Thiền nam, Bồ Tát thành tựu tám pháp, làm thanh tịnh bát nhã ba la mật. Bồ Tát siêng năng đoạn trừ tất cả pháp không lành, nhưng không chấp đoạn, siêng năng phát khởi tất cả pháp lành, nhưng không chấp thường. Biết các pháp hữu vi do duyên sinh, nhưng kiên định với những vô sinh, khéo phân tích giảng nói mọi ý, nhưng luôn bình đẳng không chấp ngôn ngữ, thường giảng về sự khổ vô thường của các pháp, nhưng tịch tịnh kiên định trong pháp giới vô ngã, phân biệt mọi nghiệp nhưng biết các pháp không có nghiệp báo, phân biệt pháp sạch nhờ nhưng biết tánh của tánh các của pháp vốn tịnh, phân biệt các pháp nơi ba đời nhưng biết các pháp vốn không có quá khứ vị lai hiện tại. Thì nam, như hư không, không phải hành nhưng không hành. Bồ Tát tu bát nhã trừ các hành, như hư không, không thể phá hoại. Bồ Tát tu bát nhã không bị các ma tổn hại. Như tánh hư không luôn vắng lặng, sở thấy biết của Bồ Tát tu bát nhã cũng vậy. Như tánh hư không, không ngã, Bồ Tát tu bát nhã biết không có ngã. Như tánh hư không, không có chúng sinh, Bồ Tát tu bát nhã không thấy có chúng sinh. Như tánh hư không, không thọ mạng, Bồ Tát tu bát nhã không thấy thọ mạng. Như tánh hư không, không người, Bồ Tát tu bát nhã không thấy người. Như hư không, không phải vật, không phải phi vật, không thể đặt tên. Bồ Tát hành bát nhã không chấp vật phi vật. Thì nam, bát nhã là tịch tỉnh không giác biết, là không tạo tác tướng vốn tịnh, không thay đổi không tướng đi, chân thật không động, không dối vì không khác.
thông đạt vì nhập một tướng, tỏa ngộ vì đoạn tập khí, trọn vẹn vì không mong cầu, thấu suốt vì tạo chánh kiến, nghĩa đệ nhất vì không gì đạt, bình đẳng vì không cao thấp, kiên cố vì không thể hủy hoại, không động vì không nương tựa, kim can vì không thể đập vỡ, đã độ vì làm xong mọi việc, chân tịnh vì bản tánh tịnh, không đen tối vì không cần ánh sáng, không hay vì không chớ nhóm, cùng tột vì thâu tóm mọi tướng, không cùng tận là tướng vô di vì không sinh diệt, hư không vì không chướng ngại, không sở hữu, vì là chân tịnh, không nơi chốn vì không dấu vết, không hang ổ vì không nương tựa, là trí tuệ vì tức không biết, không hàng phục là vì không bị nhóm, không thể vì không có hình tướng, là thấy biết vì hiểu khổ không sinh, là đoạn vì biết tập không hòa hợp, là diệt vì đốt ráo không sinh, là đạo vì không có hai sự giác ngộ, là giác ngộ vì biết bình đẳng, là pháp vì không biến đổi. Thì nam, bát nhã không thể chứng đạt từ cái khác, phải tự chứng biết tánh hạnh, hiểu văn tự như tiếng vọng, tùy thuận từng ngôn ngữ, không đoạn diệt, không chấp nơi văn tự ngôn ngữ. Đại Bồ Tát rõ biết và đáp ứng tùy từng loại ngôn ngữ, vì biết âm thanh là tiếng vọng, biết không thể chứng đạt nên không chấp, không bàn cãi. Thì nam, đó là Bồ Tát tu bát nhã ba la mật như hư không. Bây giờ Đức Phật muốn nhắc lại nghĩa trên nên nói kệ. Bố thí không tham chấp, tùy sở thích mọi loài, tâm không bị chướng ngại, cũng không ý phân biệt. Ta tịnh năm thí tịnh nên nguyện tịnh bồ đề tịnh, đạo tịnh tất cả tịnh, không thấy ngã, ngã sở, không yêu mến chấp trước, trừ các tướng mình người, tâm thí tựa hư không. Bố thí không vọng chấp, chẳng mong được đáp đền, trừ ganh ghét kết sở, tâm thí tựa hư không. Hư không không sắc nương, không phân biệt thọ tưởng, không có hành và thức, lúc thí tâm như thế, hư không nuôi tất cả, đầu cuối không cùng tận, hiệu pháp thí không cùng, lợi ích mọi chúng sinh. Do người hóa bố thí, không mong được đền ơn, bất trí thí cũng thế, trọn không mong báo đáp, dùng tuệ đoạn biết tập, phương tiện không bỏ chúng, không thấy chúng có sở, tâm thí tựa hư không, biết thân ảnh trong gương, âm thanh là tiếng vọng, tâm là tướng huyện hóa, tánh pháp tựa hư không, không bỏ đạo bồ đề, không câu pháp nhị thừa, với chư Phật quá khứ, kính trọng giữ giới cấm, không bỏ thể nguyện xưa, vào trong các cõi nước, thành tựu hành nguyện mình, giữ tâm gìn giới cấm, hư không không mong cầu, chẳng buồn khổ cao thấp, không nhờ không đổi khác, giới thanh tịnh cũng vậy, hư không dùng tất cả, trăng nước không giữ giới, bảo hộ giới cũng thế. Tình giới tựa hư không, dù bị đánh mắng ghét, nhẫn nhịn không giận hờn, không thấy người mình, không thấy mình hay người, vì đã trừ hai chấp, thanh tịnh thuận bên trong. Hành ngoài cũng thanh tịnh, thuần thục nên không sân, thuận nhẫn như chánh pháp, trừ các chấp nhẫn rỗng, không giác không vọng tưởng, không nguyện chẳng mong cầu, không chấp mọi hành tướng, không yêu tự hư không, không đùa không ôm hận, không bàn cầu quả báo, nhận vô lậu là thế, không nhận không mắng giết, tiếng người là tiếng vọng, không có thường vô thường, chẳng bàn cãi chi đâu. Người ngu ta có trí, không sinh nhưng hiện sinh, không phân biệt như thế, nhưng tu nhẫn vô sinh. Như chặt cành ta la, các cành không phân biệt, thân đoạn không phân biệt, nhẫn tịnh tựa hư không, xuyên tu không nương tựa, cúng Phật không thấy Phật, dự pháp không chấp văn, đồ sinh không chúng sinh. Thân tịnh pháp thân tịnh, khẩu tịnh không nói năng, ý tịnh không thấy ý, đủ các ba la mật. Pháp trợ đạo bồ đề, cõi tịnh như hư không, thành tựu pháp tổng trì, cầu tất cả pháp Phật, hư không không mỏi mệt, sinh khỏi mọi rừng cây. Cùng khắp không hình sắc, tinh tấn tựa hư không, luôn tịnh như hư không, không đầu cũng không cuối, người tinh tấn cũng vậy, không đầu không chung cuộc, như người gỗ được làm, không phân biệt gì cả, người tu không hai chấp,
tinh tấn tự hư không, biết dừng trụ nội tâm, tóm thu pháp bên ngoài, tất cả tâm bình đẳng, an trụ thiền không tâm, tánh các pháp rỗng lặng, biết rằng trí vô lậu, không dựa ấm giới nhập, không nương vào ba cõi, không thay pháp ba đời, không tựa đạo quả đó, hư không chẳng nương tựa. Người tu thiền cũng thế, hư không không yêu ngạo. Người tu thiền cũng vậy, hư không không hoại biến. Người tu thiền cũng vậy, bình đẳng tịnh giải thoát. Người trí không thấy cảnh, không kết kiết tập thiền định, nên thiền tự hư không. Ta tịnh chúng sinh tịnh, trí tịnh tức cũng tịnh, nghĩa tịnh văn tự tịnh, pháp tịnh cõi cũng tịnh. Trừ pháp ác tập khí, đại sĩ tu pháp lành, biết hữu vi do duyên, không sinh không chấp diệt, khéo phân biệt văn tự, thuyết pháp khổ vô thường, thì hiện chịu nghiệp báo, phân biệt giữa sạch nhơ, biết tánh pháp luôn tịnh. Nhân suy lường ba đời, hư không chẳng có hành, tuệ cũng dạy không hành, hư không không thể hoại, không ngã nhân thọ mạng, không vật không phi vật, trừ hết hai chấp trước, biết văn giả không nhiễm, không đổi khác chân thật, trọn vẹn và thông đạt, hiểu nghĩa tuệ bình đẳng, kiên cố không dao động, kim cang độ và tịnh. Sáng, tận và không tận, vô vi là hư không, nơi hàng thức phân biệt, hàng phục thể vật trí, đang tập diệt già đạo, pháp giác cùng trí tuệ, tiếng vọng tùy âm thanh, biên tai không cùng tận, dạng pháp không nương tựa, tuệ tịnh tựa hư không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Đại Tập. Bồ Tát Hư Không Tạng phần 1.